Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Clip hôm nay thì mình sẽ review cho các bạn đĩa nhạc DVD chính nha các bạn. Đây là DJ Non-Stop Qua Cầu Gió Bay Remix. Đây là bề mặt của đĩa nha các bạn. Đây là đĩa HD DVD chính, các bạn hãy xem nha. Cái này thì gồm có hai đĩa. Đĩa 1 thì gồm bài đầu tiên là của Vĩnh Thiên Kim, Qua Cầu Gió Bay, Xóa Hát Lương Gia Huy, Xót Xa Thanh Thảo, và có Non-Stop Là Nhà Đẹp Lâm Chấn Khang, Thà Quên Đi của Phạm Trưởng, Non-Stop của Châu Khải Phong nữa các bạn, Hồ Quân Hiếu, có Hồ Việt Trung, Châu Việt Cường, Lương Gia Huy, Cầu Vồng Khuyết của Tuấn Hưng nữa các bạn. Tất cả những bài này là được remix hết. Đây là qua đĩa 2. Đầu tiên là bài Túp Lì Lý Tưởng của Hồ Quân Hiếu, Akira Phan, Quên Cách Yêu của Lương Bích Thủ nữa các bạn, Cầu Vồng Sau Mưa, Đôi Bờ Tình Yêu của Vũ Duy Khánh, Saga Tương Tiền, Lâm Chấn Huy, Du Thiên, The Man, Quách Thành Danh. Bài cuối cùng là bài của Quách Thành Danh. Bây giờ mình sẽ mở bên trong ra cho các bạn xem những chiếc đĩa nha. Đĩa này thì mình mua cũng khá là lâu rồi các bạn. Nói chung thì đĩa nó cũng hơi cũ, mà mình vẫn còn dùng được. Đĩa này mình không nhớ là mua bao nhiêu lâu nữa, nhưng mà cũng tầm khoảng 4-5 năm gì đó các bạn. Tại vì 4-5 năm trước thì đĩa nó chưa có đĩa DVD thì người ta vẫn còn thông dụng hơn so với bây giờ. Bây giờ thì đĩa DVD, tiệm đĩa thì người ta nghỉ hết rồi các bạn. Nên bây giờ mình mua những chiếc đĩa này khá là hiếm. Mua nó cũng có hộp nữa, khá là đẹp, mình cũng khá là ưng ý những chiếc đĩa như thế này. Rồi mình xin kết thúc video tại đây nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Nếu như các bạn thấy hay thì cho mình xin một like, một share, một đăng ký nha. Chào các bạn.